chúng ta gặp tới một người khách kế tiếp. Tôi nói rằng tiếp đó bất cứ người nào là tiếp đó chính Chúa. Giáo điểm tin mừng này thưa anh chị em, ngày nào cũng mở cửa để tiếp đó anh chị em. Vì nhận ra rằng Chúa sai anh chị em đến, Chúa gửi anh chị em đến, có thể là qua sự hiện diện của anh chị em, có thể là qua những tin nhắn, có thể là qua những email, qua điện thoại của những anh chị em ở nước ngoài, hay là những anh chị em ở vùng sâu vùng xa, anh chị em ở những tinh thần xa xôi không đến được. Tiếp đó, đón nhận những lời nhắn tin, những điện thoại, những email, những lời cầu để cho họ cảm nhận được rằng là Chúa đang sở chạm đến họ, Chúa đang tiếp đón họ, Chúa đang tỏ lòng thương xót họ. Và người em của chúng ta đây chắc chắn là đã được Chúa xót thương. Chúa xót thương như thế nào? Mời chị em chúng ta lắng nghe lời chân tình của anh. Anh Lê Văn Trường, giáo phận Củ Chu, 35 tuổi. Đó, con nói to như đi cha này. Dạ, con bị lên là một xì ghe ma túy mười mấy năm trở lại này. Và một năm 2011 thì con biết đến lòng thương xót Chúa, nhưng mà biết qua chỉ hình thức là hơi được vậy thôi ạ. Rồi năm 2011 đó vào dịp Tết thì con chơi ma túy. Và ở trên vào cái thời điểm Tết năm ở ngoài Bắc lạnh lắm, con chơi ở trên cái bờ đê mà dưới là cái ruộng đồng. Lúc con chơi đó mà con cắm mặt xuống đất, xuống cái ruộng lúa mà có cả nước luôn. Đến lúc mà gia đình đi tìm kiếm thì vớt con về, thì lúc đó con thì tim con ngừng đập không gì nữa. Thì chính ông con là bác sĩ và có sưởi ấm cho con và nói thôi thì cứ mang đi cấp cứu được thì Chúa thương, Chúa cứu chứ còn người đời rồi mình cũng là bác sĩ không thể cứu được. Và khi mà đưa anh em con đi trên bệnh viện thì lúc đó 12 giờ đêm và sau suốt một thời gian để cho thở oxy và thở như không thôi ra. Rồi đến lúc mà vợ con có nhắn tin cho cha và cha cầu nguyện Chúa chữa lành cho con và gia đình con, rồi mẹ con, rồi vợ con đeo chuyến lòng thương xót cho Chúa vào tay con. Và đến khoảng 4-5 giờ sáng thì bác sĩ điện về cho ông con và bà ngoại con mang áo sát lên, nước phép lên, coi như là đời con là. Và gia đình con điện cho ông anh con trong Sài Gòn này, các anh là về để chỉ làm ma cho con thôi. Nhưng mà qua nhắn tin rồi gia đình con cầu nguyện thương xót Chúa, con cũng không, con được đến 5 rưỡi sáng tự nhiên con bò dồn lại và ngồi dậy thẳng luôn. Nên thì con không biết nói làm sao được, con không biết nhận ra đâu. Thì con thấy bà con rồi chị con đang cầm áo sát trên tay. Thì bà con nói là Chúa đã cứu con đấy con ạ. À, rồi sao có thể con cảm được như vậy. Sau đó một thời gian thì cha có về lo sự giam nghĩa ngoài đó, và con có gặp cha. Thì hôm đó thì cha đi ngồi là con đến muộn, thì cha cũng đặt tay lên chữa lành cho con, đã thưa với ông bà. Một con người như chúng con nên được gặp đây rất cứng rắn, rất là ngông cuồng, không chịu nghe ai đâu. Nhưng mà được lòng thương xót Chúa thương xót đến thì cha đặt vào cầu nguyện. Thì trong 2 năm con không chơi bời một cái gì đó. Nhưng mà lúc con rồi Củ Chi con trồng rau sạch đó, thì con mải mê cái đồng tiền, quấn hút đồng tiền rồi ăn nhiều bê tha quá lại bỏ bê Chúa. Rồi hờ chúng không lo đọc kinh thì con lại một lần nữa đến bố của con, nó lại đến một lần nữa với con, lại con lại lao vào con chơi rồi. Nhưng lúc này thì quả thật là con nghĩ là lúc đấy muốn lôi ra được cái vòng xoáy đó thì dạ thưa cha là bắt đầu thì chỉ có Chúa mới nâng đỡ con. Và con chơi rồi như thế thì con bị công an bắt vì tội cướp tài sản. Trong thời gian đi tù vừa qua 3 năm rưỡi thì vợ con ở nhà thì không còn một đồng nào chỉ biết, nhưng mà được Chúa rồi
cục đoàn cha vợ con có nhắn tin và điện cho cha và quý cha cũng là liên tục và đã cầu nguyện cho thì trong thời gian con ở trong tù vợ con đã nhận biết ra rồi vợ con có điện lên thì anh cũng vẫn xin thì còn và cũng không xin cho thì con nói cha con biết lúc đó là con biết cầu nguyện xin đang ở trong ngay trong tù mà trong khi đó ở trong có một cái đất nào con không tưởng tượng được Thiên Chúa kỳ diệu đến mức nào. Trong đó thì công an người ta xét những cái quyển sách kinh của mình không cho gửi vào, thế mà nhà con gửi lên mà người ta lại không xét, mà mỗi lần xét buồng xét phòng như thế thì quyển sách kinh con để làm đầu giờ họ xét tung tóe hết lên, sau kỳ nạn một cái lại đặt in cho bố một điều kỳ diệu đến như thế. Ở chị con Chúa từ lúc này đây con hân hoan, con phấn khởi, con cũng trong khi đó con cầu xin rồi con hướng về cộng đoàn, hướng về cha, cũng cầu nguyện con lòng thương xót Chúa cho gia đình con được bằng an mạnh khỏe, các cháu con học giỏi ra thì lúc này con cũng được ơn đó, gia đình con này rất mạnh khỏe, rất bình an và hai cháu rất học rất giỏi. Mà thì công việc của chúng con đến bây giờ tuy là làm thuê vất vả nhưng công việc cũng rất thuận lợi và yêu thương nhau hạnh phúc. Và qua đây con cũng cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn trong thời gian con bị lâm bệnh như thế đã cầu nguyện cho con. Và con cũng xin kêu mời những anh chị em đang còn tội lỗi gì ghe ma túy hoặc các tội khác thì hãy đến với lòng thương xót Chúa đi và cảm nghiệm được nó sự sung sướng cái giường nào lúc này đây. Con xin thành cảm ơn hồng ân Chúa yêu, Chúa yêu, Chúa đất xuống trời con thiên nam thiên nam đã trở thành con trong tay con hãy hướng về trời có xúc động, xúc động như là những giọt mưa đang đổ xuống trên giáo điểm Tin Mừng này. Cơn mưa đã nhẹ hạt, dường như là để chúng ta nghe rõ hơn lời trần tình của một người 12 năm dính vào xì ke ma túy, của một người đã được Chúa chữa một lần thập tử nhất sinh, một lần là chơi xì ke, đâm đầu xuống cái ao và dường như đã chết tìm đất đường đọc, nhà đã mua cả áo tang để mà cho anh ấy mặc. Chúa lại cứu anh ấy mà không ai có thể ngờ được, không ai có thể ngờ được. Cứ như đứa bé nằm trong bàn tay của mẹ, Chúa lại nâng niu lên và cái đứa bé ấy nó lại hư, nó lại không ngoan, nhưng Chúa vẫn cứ thương, cứ xót như lời xác tín của anh ấy. Chúa kỳ diệu quá, Chúa kỳ diệu quá. Mà Chúa cho đi trở về ngay từ ở trong tù, hoán cải để ở trong tù. Vì có nhiều người đi tù, trong đó cái môi trường nó rất khắc nghiệt. Một là mình trở thành người tốt, hai là mình sẽ bị chính những người xấu ở trong tù nó lôi kéo mình. Thưa anh chị em, ơn của Chúa mạnh hơn tất cả, quyền năng của Chúa mạnh hơn quyền lực của sự dữ, hơn là mạnh lực của Satan, của thế gian. Cho nên Chúa đã nuôi từ ngay từ trong tù để nhận ra lòng thương xót của Chúa. Và hôm nay cái lời mời gọi của anh là kêu mời những người đang sống trong tội lỗi, nhất là các bạn đang đắm chìm trong xì ke ma túy,
tín thác vào Chúa. Chỉ có quyền năng và phù sức của Chúa mới đánh động được tâm hồn, mới biến đổi được lòng dạ con người, và mới thêm sức cho một người mình hay nhau xì que mà tay chân rất khỏe, cứng cáp còn hơn tôi, còn đẹp trai đẹp trai không, khỏe không, quá ngon, quá tốt lành. Cho tại con cái mấy năm trong này giả lời cho Chú, xin Chú chúc lành cho con nhé. Tại con gửi đến bác để cho mẹ con tốt quá, con gửi đến bác cho mẹ con nghe nhé. Cho gia đình thăm mẹ, Chú chúc lành cho con. Chúng ta hôm nay Chúa đã nhìn những bữa tiệc của những người khác đến với gia đình.